ta thương mình, thương con thì lúc có bầu thì người ta sẽ không bỏ mình đi, mà tới giờ sanh đẻ xong là mới quay lại. Con nghĩ là có cái chuyện gì đó. Cô gái 18 tuổi ôm con sinh sự khắp nơi, từ khi được chia sẻ, bất ngờ được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ. Đây là những giây phút khiến biết bao người phải ra nước mắt khi nghe con nói điều này. Lúc trước chưa có chú Nghĩa thì nói chung là khó khăn với con. Một ngày con không có gì mà để ăn luôn. Nhiều khi một hộp cơm 30.000 con mua con ăn có thể ăn tới 2.000. Con không tới không được con ăn. Hiện tại chú Nghĩa giúp cho con số tiền đó. Xong rồi con mua hủ tiếu, con phải mua bột 10.000. Thường ngày con cũng mua 10.000 chứ con không dám mua bột 25.000. Vậy hả? Dạ. Với kiểu là con sợ sao, kiểu là có tiền rồi xài không mấy, rồi lúc mà khó khăn thì không có, mà không lúc không ai giúp mình nữa thì mình cũng lấy số tiền để ra mình xài cho con mình. Dạ em nghĩ xin chào ông bà cô chú anh chị. Hôm nay em trở lại thăm bé gái 18 tuổi. Clip đầu tiên thì em cũng có chia sẻ về cuộc sống của hai mẹ con. Và em cũng có nghe bé chia sẻ là bé từ năm 12, 13 tuổi bé đã tự lập, tự đi làm để nuôi gia đình và nuôi bản thân. Không ngờ trong lúc đi làm thì bé cũng gặp được một người đàn ông. Người đàn ông cũng hứa hẹn là sẽ yêu thương bé. Để rồi khi mà bé có con thì người đàn ông này bắt buộc là bé phải phá đứa nhỏ này đi. Nếu mà phá thì người đàn ông này mới sống chung với bé. Tình mẹ thương con nên là bé quyết định là giữ lại. Sau một đêm đó thì người đàn ông biến mất dạng, cao chạy xa bay. Và sau khi mà em có đăng tải đoạn clip lên thì được rất là nhiều ông bà cô chú anh chị quan tâm tới bé và cũng thấy được là cái sự mạnh mẽ của bé. Hôm nay em có mặt ở đây tiếp tục được ông bà cô chú anh chị mà Hằng Quân có giúp đỡ cho bé một số tiền, thật sự mà nói là để giúp cho bé vượt qua khó khăn này. Ông bà cô chú anh chị, hôm nay em cũng có hẹn với bé. À, chú Nghĩa chào con. Dạ. Bữa nay thấy chú Nghĩa trở lại vui không? Dạ vui. Vui sao? Dạ, kiểu tối hôm qua ngủ không được. À. Kể là mới mấy ngày nay chú lại, sao hôm nay chú lại nữa. Ừ. Đứng đây đi con. Hôm bữa giờ là không biết là ba mẹ dưới quê có gọi lên nữa không? Dạ không chú. Kiểu là không có điện thoại á. À. Chỉ là lâu lâu mới gọi một lần hả? Dạ đúng là rồi. Gọi của người thân. Dạ người thân. À. Kiểu là mấy cô nào rảnh thì mới gọi thôi chứ mấy cô cũng đi ruộng, đi làm suốt không có ở nhà. Ừ. Không biết tới thời điểm này là cha của đứa bé là có gọi gì tới con không? Dạ chưa luôn. Ừ. Nhưng mà cái này chú Nghĩa hỏi thật nha. Dạ. Nếu mà cha trở lại mà thăm bé rồi cha nói là cha muốn mượn đứa nhỏ cha ẩm đi mua gì đó, con có đưa không? Dạ không. Tại sao? Ý là muốn mua gì thì tới chợ không cho tả sữa rồi đi, chứ con không cho bồng bé này, con sợ bồng đi luôn á. Là con sợ là một là cha cô bé này bồng đi luôn. Dạ. Là làm cái đó mình không biết. Dạ, hoặc đúng là rồi. Có thể là cùng đường quá là ẩm con đi bán. Dạ đúng rồi. Với lại là con sợ cái là quay lại là có cái chuyện gì đó xong là mới quay lại. Ừ. Chứ con nghĩ là lúc con có bầu mà khó khăn kêu vậy là bỏ con thì con cũng hiểu. Ừ. Là cũng không muốn nhận bé này. Nên là con cũng đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra đúng không? Dạ. Nếu mà có lợi thì mua tả sữa cho bé lại chợ con thôi. Ừ. Còn là kiểu là con muốn cho bồng ở đó chứ không cho đi ra ngoài. Vậy là bồng con ra ngoài là nhất quyết là không cho. Dạ. Chỉ vô thăm rồi về được. Dạ đúng rồi. Chứ cũng không được ngủ lại nữa. Dạ. Hoặc là bồng con đi. Dạ đúng rồi. Ừ. Vậy là con cũng từng suy nghĩ hả? Dạ đúng rồi, con từng suy nghĩ. À. Như kiểu là người ta thương mình, thương con thì lúc có bầu thì người ta sẽ không bỏ mình đi. Mà tới giờ sanh đẻ xong là mới quay lại. Ừ. Con nghĩ là có cái chuyện gì đó. Bà cho con hỏi thăm xíu nha. Là hôm bữa giờ là bà uống cái hộp viên sữa ông chú của con sao, bà cầm giùm con rồi bà nói cái cảm nhận hôm bữa giờ bà uống sao nha. Bây giờ tôi nói thiệt lòng nha. Dạ. Tôi mua thuốc này của chú này cũng tuần rồi đó. Dạ. Nhưng mà tôi về tôi uống thì tôi ngủ tôi lăn được, tôi bung cẳng ra được. Hồi đó là tôi bung không được, tôi cũng mà uống giờ tôi bung được hết rồi. Mà tôi ngồi dậy được luôn. Dạ. Đó, tôi khỏe lắm, tôi không có mệt như lúc trước nữa. Dạ. Giờ hôm nay tôi bỏ thuốc tây là tôi uống thuốc này không à. Dạ. Đó. Nhưng mà bà thấy là ăn uống và giấc ngủ của bà sao? Ăn uống ngủ được, ngủ dạ. Hơn mấy bữa kia ngủ không được. Dạ. Rồi khớp của bà sao?
khớp thì giờ đỡ đi hơi được mà lúc ngủ quá hả, lúc uống lúc kia là ngủ phải đỡ cái chân qua giày mà giờ khỏi lăn qua cái một mình mới tài luôn á. Vậy là bây giờ là bà uống là bà thấy cái công dụng lúc trước con nói là ăn được, ngủ được, mất ngủ và dạ dày, đau những xương khớp đều có công dụng đúng không? Có, khỏe, khỏe. Khỏe bà thấy có tăng lên không? Có, giờ ai cũng nói tôi đẹp hết. Dạ. Đẹp hơn gái Đà Lạt hả? Dạ. Ý là hôm đó tôi bệnh cái tôi yếu á. Dạ. Bà nói vậy, nhưng mà bữa nay là bà thấy bà khỏe được mấy phần? Khỏe cũng 5-6 phần luôn á. 5-6 phần, dạ. Tôi đi giờ tôi bước cái chân được nè, còn đó tôi cong cũng được nè, tôi cong được nè. Dạ. Còn đó đứng như đâu vậy nè, bước không được. Nay được, tôi mừng quá trời, tôi cũng uống thuốc, tôi cũng... À, bữa nay là có vẻ là khom lên khom xuống khom, khỏe hơn. Khom xuống được nè, đó thấy chưa. Còn đó không có uống được. Lúc trước là con quay bà là con thấy bà ngồi xuống đứng chị rất là khó phải đỡ vậy á. Đỡ vậy. Thì bà nó cũng thương, cũng hứa hẹn là mình sống chung với nhau đi, rồi sau này cưới. Dạ. Lúc mà có con rồi thì kêu con bỏ. Dạ. Nhưng mà lúc đó chú Nghĩa nghĩ là nếu mà bỏ thì chưa chắc là cái người đàn ông đã muốn sống chung với con. Dạ. Mà lúc đó con có ngộ ra không? Dạ có. Kiểu là mình cũng tin tưởng mà kiểu cũng hứa hẹn này kia xong là giờ vậy. Mà bây giờ mỗi lần mà bồng con vậy thì có hơi ngại không con? Dạ không. Kiểu là mình khó khăn thì nhờ Mạnh Thường Quân với mọi người giúp. Trong thời gian nào đó mình hết khó khăn thì con cũng xin không có nhận nữa. Còn thời gian này con không có việc làm để ổn định đó, làm thời vụ bữa làm ở không á. Bé thì hết tả sữa. Vậy là tạm thời là thời gian này con chỉ xin ông bà giúp tả sữa cho con. Dạ. Để con vượt qua khó khăn này. Dạ. Nếu mà có việc là ổn định thì con cũng xin phép là con không nhận nữa. Dạ đúng rồi, nếu con đầy đủ này kia con sẽ không nhận nữa. Sao? Nhưng mà bây giờ mỗi lần bồng đi hoặc là đi chỗ lạ có ai đó hỏi là cha của bé đâu không? Dạ có, cũng hỏi thì con kể vậy đó. Mình cũng là tình thiệt thì mình kể thiệt đúng không? Dạ đúng rồi, để với lại vòng vòng xung quanh mọi người ai cũng biết hết trơn á. Dạ biết hết rồi hả? Dạ. Nghĩa là chú Nghĩa quay lên xong là kiểu đi mua đồ tả sữa đồ người ta cũng lấy giá rẻ thôi chứ không có lấy như người ta thường bán. À. Như là bình sữa đó 90.000 gì đó nhưng mà giờ người ta bán cho con có 5.000 thôi. Vậy là từ ngày mà chú Nghĩa đăng clip con lên đó là nhiều ông bà cô chú chị cũng biết hoàn cảnh. Dạ. Là thứ nhất là chỗ con giữ gửi bé nè là dạ, người ta giảm giá lại còn 2.000.000 nè. Dạ đúng rồi. Rồi mua này kia là người ta cũng giảm nữa. Dạ. Để giống như là hỗ trợ cho con vượt qua khó khăn này á. Dạ. Nếu mà lúc trước chưa có chú Nghĩa thì nói chung là khó khăn với con á. Một ngày con không có gì mà để ăn luôn. Nhiều khi bọc hộp cơm 30.000 con mua con ăn có thể ăn tới 2.000. Con không tới không được con ăn tiết kiệm á. Ừ. Nên là ốm vậy đó hả? Dạ. Với lại có như là con để dành, nếu có 10.000 thì con để dành mua tả sữa cho bé hết. Chứ con có thể nhịn ăn. Là con sẵn sàng là nhịn ăn để cho con mình... Dạ. No lòng ha. Dạ, lúc trước chưa có chú Nghĩa thì con chỉ ăn cơm công ty lúc một bữa thôi. Còn như tiền con để tả sữa cho con. Trời ơi, con không mua ở ngoài. Giờ hiện tại chú Nghĩa giúp cho con số tiền đó. Xong rồi con mua hủ tiếu, con phải mua bọc 10.000. Thường ngày con cũng mua 10.000 chứ con không dám mua bọc 25.000. Vậy dạ. Như kiểu là con sợ sao, kiểu là có tiền rồi xài không bí. Rồi lúc mà khó khăn thì không có. Mà không lúc không ai giúp mình nữa thì mình cũng lấy số tiền để ra mình xài cho con mình. Chứ không phải là Mạnh Thường Quân giúp con số tiền đó rồi con xài hung phí, không có đâu. Ngày nào con đi làm về là con có mua bọc hủ tiếu 10.000 chứ. Ừ. Con nghĩ vậy cũng tốt. Dạ. Tính ra con cũng trưởng thành rồi ha. Dạ. Cũng nhờ cái cú sốc đầu đời của con nên là giúp dạ, con trưởng thành hơn đúng không? Dạ. Nhưng mà mình có tiếc nuối điều gì không? Dạ không. Kiểu tiếc nuối kiểu những hứa hẹn hai đứa sau là bây giờ kiểu là bỏ không mình đưa con vậy. Nhưng mà hiện tại thì con chỉ nghĩ cho con bé này với gia đình con thôi, kiểu là lo đi làm được kia. Còn những gì mà cái người đàn ông kia đối xử con thì coi như là con không có quan trọng nữa. Dạ. Bây giờ là chỉ là lo cho con mình lớn lên rồi tương lai của mình thôi. Dạ. À thôi con lại đó con ngồi đi. Dạ. Chỗ này con, chỗ này mát nè. Nãy giờ thì nghe bé chia sẻ rất là thương bà. Mới có 18 tuổi mà nhiều khi là cũng
trưởng thành trước tuổi rồi đó. Dạ. Vậy là thường ngày ăn uống mình cũng không dám ăn uống gì luôn. Dạ không. Trước kia chưa có Nghĩa thì con cũng xài gì có tiền vô là con cũng mua bọc có tí 10 ngàn hay là mua bánh mì vô ăn là xong. Chứ con không dám xài đồ phí. Là cũng ít có nấu ăn lắm không? Dạ ít. Nấu ăn thì tốn nhiều tiền hơn. Dạ nhiều tiền. Cái điện thoại của bé ông bà là nó hư tới lui là em điện tới mười mấy lần bé mới biết là em điện á. Nó cũng trục trặc lắm. Ngày hôm bữa thì em cũng có vô nhà một clip á, thì ông bà cô chú chị cũng thấy là trong nhà không có gì hết á. Mà hôm nay mà nghe bé kể là ăn uống vậy thật sự mà nói rất là thương luôn á. Và đặc biệt một điều đây là bé rất là nghị lực. Con cũng may mắn là dù cái người kia bỏ con vậy, nhưng mà bên cạnh con á cũng có rất là nhiều người quan tâm con, chẳng hạn như chủ nhà trọ nè. Dạ. Những người mà giúp đỡ con á, tuy là không đáng là bao, nhưng mà cái tình cảm. Dạ. Đó là những gì mà ông bà cô chú chị giúp được có thể á. Dạ. Tại vì ông bà cô chú chị cũng phải đi làm mới có ăn mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là mọi người giúp số tiền đó thì mọi người cũng đi làm cực khổ mới có để giúp con. Nói chung là con cũng có đi làm, con biết là kiếm được tiền đấy rất là khó. Một ngày con làm 12 tiếng nhưng mà trong đó cực lắm. Có nhầm khi là chảy máu luôn đó chú. Cái đầu ngón tay con chảy máu xước hết luôn á. Là con làm bên khâu gì? Con làm bên xúc xích bỏ gia vị, xúc xích đồ á. À. Trong cái ly đó rất là bén á. À. Nó làm mấy cái hạt niêm đồ rất là bén. Rồi mấy hôm nay là việc làm con đỡ không? Rồi cũng đỡ ổn, kiểu là con xin là cố gắng, kiểu là công chủ đó cũng coi chú Nghĩa đồ theo dõi á. À. Sau đó ông thấy tậu á, để ông sóc ca cho đi làm. Và vậy chị... là cái ông chủ xưởng cũng có coi clip của con. Dạ đúng rồi. Sao ông hỏi con hả? Xong là con nói đúng rồi. Thì chú để chú sắp xếp ra ca làm cho con làm điều có tiền nuôi sữa. Trước kia chưa có chú Nghĩa thì nói chung là thấy có làm tầm được nửa tháng mà. Vậy là bây giờ là cũng có nhiều bà con cô bác biết con thì cũng san sẻ được một phần nhỏ nào đó. Bây giờ thì công việc là chủ xưởng là người ta cũng biết con qua clip của chú Nghĩa thì chủ xưởng cũng tạo điều kiện tốt nhất có thể để mà cho con có việc làm điều để mà con có tiền lo cuộc sống của hai mẹ con ha. Thay mặt bé thì em cũng xin cảm ơn anh chị đã giúp đỡ cho bé. Thật sự mà nói là khi mà nghe bé nói vậy thật sự em cũng rất là vui, tại vì hiện tại là có lẽ là anh cũng xem được những cái clip là bé bị người đàn ông dụ dỗ của con mà thấy được cái nghị lực và cái tình thương và cái sự cố gắng của bé vậy á. Nhiều lúc là bé tâm sự nhiều khi là mình nghe chạnh lòng mình muốn khóc luôn á, nhưng mà bé thì không khóc tại vì á là bé cũng cố gắng hết sức mình rồi. Nhiều lúc là bé cũng có tâm sự với em là con làm không có việc làm con buồn lắm chú Nghĩa, nhưng mà khi mà con nhìn tới con của con thì con phải cố gắng lên. Mà hôm nay có việc làm vậy thật sự rất là mừng và cũng mong là bên chỗ xưởng con là sẽ tạo được điều kiện tốt nhất cho con làm điều để con có tiền nuôi bé ha. Mà hôm bữa là chú Nghĩa có cho con mấy triệu đó thì đêm đó ngủ có thấy sao? Kiểu là vui, kiểu là con cũng lấy số tiền đó con đi trả tiền nợ sữa của con bé này á. Chứ con trả tiền sớm, thôi nhà con đi kiểu là thiếu người ta. Sau này con trích ra một ít con mua cái điện thoại khác. Chứ cái con đi làm con phải con cái lịch cái điện thoại á. Chứ không có ở ngoài. Ủa vậy là con cũng mua cái điện thoại khác rồi hả? Dạ, cái điện thoại đó tắt nguồn luôn rồi, nó không lên nguồn rồi. Rồi mua cái điện thoại hết nhiêu tiền? Dạ, 1,5 triệu rồi. Bây giờ là điện thoại là 1,5 triệu là cái rẻ nhất ông bà của chú anh chị. Bây giờ là gửi con một tháng là 2,5 triệu. Dạ. Còn sữa thì mua được giảm giá ha. Dạ giảm giá. Nhưng mà nhớ lời chú Nghĩa dặn nha. Dạ. Tại vì cũng có nhiều ông bà của chú chị dặn chú Nghĩa là nói con là khi nào mà cái người đàn ông kia có về thăm bé là đặc biệt không bao giờ cho ẩm con đi. Dạ. Nha, nhớ rõ nha. Dạ. Nhưng mà chú Nghĩa nghĩ là nếu mà có về là cũng về bữa giờ rồi. Tại vì con thì cũng chắc chắn là
cái thằng kia nó cũng biết rồi, tại nó không muốn về thôi, tại vì nó muốn bỏ mà. Nè, muốn bỏ là bỏ luôn chứ không có thể nào quay lại được. Nhưng mà trong đầu con là cái suy nghĩ con là cũng mong muốn, tại vì con là người trực tiếp mà nuôi con của mình. Nên là con mong muốn cái điều đó, thì tất nhiên là cái người làm mẹ nè cũng mong muốn là con mình cũng được gọi tiên cha đầu đời, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nếu không có thì thôi, chứ sao giờ. Với lại là người ta cũng bỏ mình lúc đầu, chắc giờ cũng không có quay lại. Nếu có coi, nếu có chú Nghĩa chắc cũng qua xong thôi chứ không có quay lại. Hôm bữa là con nói với chú Nghĩa là con mướn phòng trọ là một tháng là bao nhiêu tiền? Dạ 1,5 triệu, nhưng mà chú trọ lấy giảm giá chứ không 1 triệu thôi. Bây giờ giảm giá nữa hả? Dạ. À, nói hồi nào? Dạ nói hôm qua. À, là chủ trọ cũng có xem clip của con hả? Dạ coi. À, thật sự mà nói là khi mà nghe con nói những cái tin mà vui không, chú rất là ngạc nhiên luôn á. Dạ con cũng vui, kiểu là mình được giảm giá, cũng có tiền để chi phí lo cho bé thế này. À, lúc mà con chưa gặp chú Nghĩa thì có lẽ là nhiều cô chú chị cũng chưa biết tới con nữa. Dạ. Cũng kiểu như là không biết là con bé này có nói thật hay không nữa. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà khi mình lên mạng xã hội là tất cả những gì mình nói thật hoặc là những gì mình nói dối á, người người đều biết hết à. Dạ đúng rồi. Nên là có lẽ là ông bà cô chú anh chị cũng cảm nhận được cái sự khó khăn và cái sự cố gắng. Dạ. Qua những cái lời nói của con, nên là ông bà cô chú anh chị cũng giúp con á. Dạ. Sẵn đây thì con cũng gửi lời tới những ông bà cô chú anh chị đã giúp con đi. Dạ con cảm ơn cô chú ông bà đã giúp con thời gian khó khăn này. Rồi công ty nè, chủ trọ nè. Dạ, con cảm ơn công ty với chủ trọ với tất cả mọi người đã giúp con thời gian khó khăn này. Rồi công ty tên gì? Dạ, công ty là tên Nhân Kiệt. À, hôm nay nghe nhiều tin vui quá ha. Dạ, nữa là cũng được giảm chi phí này kia để ít đỡ lo cho bé này. Vậy là con gửi bé là một tháng là con rước về mấy lần? Một tháng, nếu trước kia chưa có nghĩa thì nguyên một tháng không biết rút. Tại con đi giờ là hết 100 mấy, 300 nghìn, không có tiền. Nhưng mà bây giờ là chủ nhật rồi con rút về một lần. Dạ, đúng để rồi. Con gần bé ha. Dạ. Trước kia thì con chưa có nghĩa, con nói chung là một ngày con chỉ con tưới nhiều nhất của con là được 10 nghìn thôi, chứ không được số tiền vậy. Vậy. Nhưng mà nhiều nhất có 10 nghìn mà sao nuôi con hay vậy? Kiểu là con cũng đi mua thiếu tùm lum hết trơn à. Kiểu là cũng người ta cũng khó bán, kiểu là người ta kinh doanh á, kiểu là con cũng năn nỉ khó khăn vậy á, xong là người ta bán. Trước kia cũng kiểu là người ta không bán, kiểu là về phòng trọ khóc luôn á. Vậy hả? Dạ đúng rồi, kiểu là không có tiền để mua sữa cho bé này luôn. Lúc đó mua vô nói sao? Đấy là cô bán giùm con 2 bịch sữa, 10 tay con gửi. Cô nói là 10 tay lâu quá, cô không bán. Xong con đi về xong là cái cô đó cô lại với ta 2 bịch. Cô nào? Cô khác hả? Dạ đúng rồi, cô khác. Là thấy bé khóc con không có sữa hả? Dạ. Xong thời gian thì chú Nghĩa quay giúp đồ mọi người cũng thấy á. Kiểu lâu lâu người ta cũng cho gạo xong là sữa biết hả? Thôi giờ con cố gắng con nuôi con đi. Dạ. Rồi ông bà cô chú chị ở gần đây biết tới thì ông bà cũng sẽ giúp đỡ một phần nào đó, thì cũng dạ, coi như là con cũng có niềm vui nè, rồi dạ, cũng bớt một phần gánh nặng nào đó. Dạ. Thì công việc giờ cũng ổn rồi. Dạ. Mình cố gắng là được rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi nè. Dạ. Mình cố gắng thì trời thương mình, rồi mình thứ nhất là có sức khỏe nè. Dạ. Rồi mình mới làm có tiền được, đúng không? Dạ. Hôm nay chú Nghĩa trở lại đây á là chú Nghĩa để cập nhật tình hình của hai mẹ con cho ông bà cô chú chị biết. Dạ. Cũng như là chú Nghĩa cũng mang một tin vui tới cho con. Dạ. Là có bà sư cô bên hậu từ thiện đi viện Thiên Hoàng Châu, bà sư cô sẽ hỗ trợ cho con là 3 tháng tiền nhà trọ. Dạ. Để cho con bớt phần gánh nặng. Dạ. Thì hôm bữa thì chú Nghĩa cũng nghe là 1,000,000 á. Dạ. Nhưng mà bây giờ là chỉ còn có 1,000,000 thôi. Dạ. Thì chú Nghĩa cũng gửi cho con nha. Dạ. Là 3 triệu ha. Dạ. Điện nước luôn là nhiêu? Điện nước chịu 2 rồi chứ. Chịu 2 rồi. À, là tổng cộng là 3 triệu 650 ngàn đúng không? Dạ. Chịu 2. 1, 2, 3.
6. 3,6 triệu 50 ngàn này. Của bà sư cô gửi cho con 3 tháng tiền nhà trọ nha. Dạ, con cảm ơn bà sư cô đã giúp con 3 tháng tiền trọ. Cảm xúc sao nè? Kiểu cảm xúc vui được có mạnh cô đó giúp 3 tháng tiền trọ cũng đỡ. Sau là tiền con đi làm con sẽ để dành mua tã sữa. Cũng bớt khoảng cái nặng đúng không? Dạ đúng rồi. Kiểu là lúc trước nói chung là buồn lắm. Buồn như kiểu là không có khóc, kiểu là tiền ăn, tiền trọ, tã sữa, tiền thiếu. Nói chung là áp lực. Mà từ ngày gặp chú Nghĩa thì cảm ơn tất cả mọi người đã giúp con trong thời gian khó khăn này. Đó là giờ cái nói chung là vui, con không biết nói sao luôn. Giống như là lúc đó là khổ của một mình, buồn của một mình, mà niềm vui thì không có. Mà những lúc là mình cần người giúp đỡ nhưng mà mình cũng không biết ai để giúp mình. Nên là nhiều khi là con không có sữa uống thì chỉ buồn và muốn khóc lặng một mình thôi, đúng không? Dạ đúng rồi. Thời gian trước cho có nghĩa là con nói chung là khó khăn vô cùng luôn, không có gì luôn. Chứ bà sư cô cũng thấy con là hơi ốm á. Là bà sư cô có nói với chú Nghĩa là gửi tặng cho con thêm 2 triệu để cho con có tiền con ăn uống. Nhưng mà cái này hứa nha. Là mua đồ ăn, ăn ngon đàng hoàng. Để mà cho mập mập xíu. Bà sư cô thấy con là hơi ốm. Nên là bà sư cô cũng thương. Bà sư cô gửi cho con thêm 2 triệu nha. 1 triệu. 1 triệu là con không cầm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 triệu. Dạ. Con cũng cảm ơn bà sư cô đã giúp cho con có số tiền để con ăn. Nhưng mà con ăn thì con cũng sẽ tiết kiệm lại cho con chứ con không có xài phung phí. Nhưng mà chiều nay là ăn cái gì nói cho chú Nghĩa với bà sư cô nghe coi. Dạ, chiều nay thường ngày thì con cũng ăn cơm chứ con không biết ăn gì hết. Nhưng mà bữa nay là mua hộp cơm ngon ăn nha. Dạ. Ăn làm sao mai mốt chú Nghĩa trở lại thấy mập mập qua nha. Dạ. Có hứa không? Dạ có. Chị nay mua hộp cơm nhiêu tiền? Dạ thường ngày thì con mua hộp 30 ngàn á. Là cơm gà. Bây giờ con quay xong xong là con cũng 2 giờ con đi làm tới sáng không bây giờ. Vậy hả? Dạ. Dạ là chú Nghĩa quay xong là con đi gọi bé rồi con đi làm tới sáng. Tính ra cũng cực dữ ha. Dạ. Nhưng mà thôi, ai thì cũng phải làm mới có ăn đó con. Dạ đúng rồi. Nên là phải cố gắng. Mình muốn mình làm thì mình cuộc sống mới đỡ hơn. Dạ. Con đọc bình luận có nhiều cái con cũng buồn lắm, kiểu là có sức khỏe sao mà không đi làm, xong là này kia. Kiểu là con cũng nói với mọi người là không có thời gian này là việc làm không có. Nói chung là khó khăn lắm, một mình đưa con tiền ăn, tiền trả, tiền sữa. Nói chung là con cũng cố gắng hết sức để đi làm, con không có nghĩ ngày nào hết đó. Mà tại công ty nó không có hàng để làm đó chú. Nhưng mà bây giờ là con nghe chủ xưởng nói là sẽ cho con làm đều hơn đó. Dạ đúng rồi, con cũng mừng với lại là con có việc làm ổn định, kia lo cho bé này. Vậy là 2 giờ bắt đầu làm. Dạ, 2 giờ. Là một chút nữa là phải về ngủ thêm nhất nữa. Dạ không có ngủ, con đi gửi trẻ tới 1 tiếng hồi bữa chú không đợi chú biết rồi đó. Là con đi gửi xong là con vô công ty luôn. Tính là cực lắm không bà? Một mình mà nuôi một bé gì thật sự rất là cực. Và không tiền mà ở nhà trọ nữa. Tính ra là bé rất là giỏi luôn á. Nếu mà một người mà đi làm mà nuôi một bé rất là khó luôn á. Phải có tình thương con dữ dội lắm mới có thể là nuôi được. Nếu mà bé không mạnh mẽ, bé không thương con thì chắc giờ con cũng cho học bán rồi quá. Dạ, con cho học bán. Nói chung là lúc thời gian khó khăn lắm. Nói chung là con không có suy nghĩ tới rồi bỏ bé này hay là cho ai hết. Mà trong lúc bầu thì con có nghĩ là con bỏ. Nhưng mà lúc mà sanh ra mình cũng thấy con mình vậy, mình bắt đầu mình hiểu qua cuộc sống hơn đúng không? Dạ, hiểu cuộc sống hơn với lại đẻ đau không. Với lại để ra đứa con không dễ. Thôi giờ thì chú Nghĩa để cho con về, con nghỉ ngơi đi để con chị đi làm ha. Dạ. Rồi có dịp nào đó nếu mà có duyên thì chú cháu mình gặp lại. Dạ. Cảm ơn chú Nghĩa mọi người đã giúp con. Cắt đồ vô đứa con. Dạ em Nghĩa xin
kết thúc clip tại đây. Em chúc ông bà, cô chú, anh chị được nhiều sức khỏe. Hôm nay em trở lại thăm hai mẹ con của bé gái 18 tuổi để gửi những tình yêu thương từ sư cô bên hội từ thiện đi biển thì bộ ông dâu gửi tặng cho bé. Qua clip này thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, quý cô chú anh chị đã theo dõi clip ủng hộ em. Và em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị công ty cũng đã hỗ trợ một phần nho nhỏ nào đó để cho bé có động lực và có công việc để làm để nuôi con của mình. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc clip để cho bé về. 2 giờ chiều bé phải đi làm nữa, rồi bé phải đi gửi con 1 tiếng nữa. Thật sự là một cái quãng đường rất là xa ha. Dạ. Hai con về đi. Dạ, con cảm ơn chú Nghĩa, cảm ơn mọi người. Đi cẩn thận nha. Dạ. Rồi nếu mà có duyên thì chú cháu mình gặp lại. Dạ, con cảm ơn chú Nghĩa. Rồi. Bye bye con nha. Bye bye. Trời ơi. Nhìn xa xa tưởng con trai không nha. Có ai tưởng con trai giống như chú không? Không, ai cũng nghĩ con trai hết, tại bé nó chưa có đôi bông đâu. À. Tính xin ít tiền này xong là con đi mua đôi bông cho bé. Gì vậy hả? Dạ. Cô chú á con. Cô uống là tới giờ là bao nhiêu ngày rồi? Chắc 8 ngày có. 8 ngày là cái ngày đầu tiên cô uống, cô có thấy sao không? Uống rồi cái sau chiều đó coi tivi ngủ sớm. Dạ, là muốn ngủ mà lúc trước không ngủ được. Không ngủ được. Dạ. Tới 2-3 giờ tà sáng lận. Dạ. Cái này uống cái sau chiều coi tivi cái ngủ sớm. Dạ. Rồi mà ăn cơm được, ngủ được nữa. Dạ, vì lúc trước ăn cũng hơi ít. Làm biến ăn lắm. Ừ, làm biến ăn lắm. Dạ, rồi cô thấy là sức khỏe hay sao? Sức khỏe nó cũng khỏe nè. Hôm trước khoanh tay lên vậy không được luôn á. Dạ. Mà giờ để nè, để được nè. Tại vì lúc trước là cô có hỏi em là Nghĩa ơi là cái tay cô gì dở lên nó đau á. Dở lên nó đau lắm. Siêu âm luôn. Yeah. Bác sĩ nói hai cái cấu tay này nó không có chất bám. Nhất nhờn á, nó bám á. Giờ uống nay được rồi, cái chân này nó bên mông này cũng nhức nữa mà nay cũng hết nè. Vậy nhức bên mông luôn hả? Ờ, còn trước ngồi xuống ngồi cái bịch. Dạ. Ngồi xuống ngồi cái bịch đó. Cô uống rồi tới giờ cô có biết công dụng của viên sữa ống chúa chưa? Thì ai biết uống ăn được mà mừng rồi. Dạ là ăn được rồi ngủ được. Ngủ được nó thấy cơ thể nó khỏe là mừng. Dạ. Ờ, chạy xe đâu cũng được. Dạ. Chứ hôm trước nó dẫn cái xe quay cái xe trời ơi thốn ngồi ở muốn chết. Vậy rồi giờ dở tay lên thử coi. Nè. À. Hôm bữa là cô giấu ở đây được rồi nè. À. Nè. Bây giờ cái ngày đầu mà con tắm mà kỳ tha bên đây không được. Dạ. Mà muốn chết vậy á. Mà giờ nè giơ tay lên đây được rồi nè. Dạ. Đó. Giờ không phanh tay gì có khiêu được đâu. Dạ, vậy là cái bữa đó không phanh được luôn hả? Không, nó có đưa tay như vậy được, cứ như vậy nè. Dạ. Mà đưa ra làm sao cũng không được, nó cứ như vậy nè. Giống như sụi vậy á. Mà nay uống mà miếng ăn cơm được là mừng. Dạ. Với khỏe lên là mừng. Cô cho vợ của thằng em. Thôi hộp này cô mua giùm tay gửi tiền cho. Dạ. Nó nghĩ thằng em nó đau nhức quá chịu nổi. Cô thấy vậy hết thuốc rồi, cô cho 10 viên. Uống thấy nửa đi mà hôm á điện cho cô. Dạ con gửi lại 20.000 cô, cảm ơn cô nha. À, đặt giùm em hộp đi chị, đặt em đồng minh đó cô hai. Đặt em hộp đi. Nó thôi để điện Nghĩa xuống mà không có rồi thôi để bữa nó con sao con giao cô hai hộp nữa nha. Dạ. Yeah.